Hey, xin chào các bạn đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là cảm xúc của họ dành cho bạn là gì. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy là người này, cái tình cảm họ dành cho bạn thực sự là chưa có cái gì mà quá sâu đậm hay là cho họ một cái cảm giác đặc biệt nhất định. Họ chỉ đang cảm thấy bị thu hút bởi bạn, bởi cái vẻ ngoài hoặc là bởi năng lượng, cái cách mà các bạn giao tiếp với mọi người thôi. Và mình cũng cảm thấy có thể là người này có theo dõi bạn qua các trang mạng xã hội, hoặc là đôi khi mà các bạn gặp nhau ấy, trong một cái tiệc nhiều người hay sao đấy, thì họ sẽ có xu hướng lâu lâu nhìn lén bạn. Mình thấy cái đối tượng này không phải là nhát, nhưng mà họ khi mà muốn tìm hiểu, muốn yêu đương một mối quan hệ nào đó hay là một đối tượng nào đó, thì họ phải có một cái thời gian tìm hiểu cái đối tượng đó có phù hợp với họ hay không, cái mối quan hệ giữa hai người liệu có thể phát triển hay không. Cái người này cảm thấy khá là suy nghĩ nhiều và muốn một cái mối quan hệ bền vững hơn là mối quan hệ trải nghiệm. Nên là mình thấy mặc dù họ có suy nghĩ nhiều, họ có quan tâm bạn, nhưng mà những cái điều đó họ kiềm chế và họ cũng không có bộc lộ ra quá nhiều cho ai biết hết.